Hoàng Trọng Thủy và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Little Sion TV. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục tin nổi bật trong ngày. Chào anh Hoàng Trọng Thủy. Gửi lời chào anh Đinh Quang Thái. Thưa quý vị, tin trong ngày hôm nay thì rất nhiều tin. Từ tin thị trường tài chính của nước Mỹ liên quan đến ngân hàng ở trên San Francisco, tình hình quốc tế thì liên quan tới Ukraine, vấn đề quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc v.v. Nhưng mà có lẽ có một cái tin, đó là giải Oscar được phát trong ngày hôm qua. Chính trị tại Hoa Kỳ, cựu phó tổng thống Mike Pence đã lên tiếng chỉ trích nặng nề ông cựu tổng thống Donald Trump, nói rằng mai sau này lịch sử sẽ phán xét ông Trump vì cái vụ bạo loạn 6 tháng Giêng năm 2021. Bà anh Thụy. Đã khá lâu chúng tôi không xem giải Oscar nữa. Trước đây hồi mới sang Mỹ đã xem nhiều bởi vì mình mê tài tử Mỹ mà, cho nên mình xem. Với lại lúc đó, thưa quý vị, không có hệ thống Internet, rồi không có Netflix, không có Amazon Prime, không có lên trên mạng xem được. Cho nên phần lớn là, một là mình mướn DVD về xem, anh còn nhớ những cái máy cassette đưa vào. Hai là đến rạp xem. Và vì thế khi đến rạp mình phải theo dõi, đọc báo. Thấy rằng cái nhân vật mà quan Huy, Kế Huy này đã trở thành cái tâm điểm là bởi vì người Mỹ gốc Á Châu, đúng gọi là người Mỹ gốc Việt. Gốc Việt. Mà đúng chính xác hơn nữa. Từ lúc của anh nó ba chìm bảy nổi. Đúng không, là quan Kế Huy có ba bốn cuốn phim. Yeah. Cái phim mà được nổi bật là cái cậu bé nhỏ xíu đi theo Indiana Jones. Yeah. Khi Harrison Ford. Harrison Ford đóng đó. Thì cậu bé đó tức là quan Kế Huy đóng những phim sau đây là Temple of Doom này, năm 1984, phim Indiana Jones, và một cậu bé công nghệ trong cái phim The Goonies. Rồi sau đó thì cái sự nghiệp điện ảnh từ Hollywood cũng không mặn mà với quan Kế Huy lắm, cho nên anh bỏ cuộc. Nhưng mà anh trở lại với cuốn phim mới đây. Tức là cuốn phim cùng một lúc, cũng may vô cùng thời đó. Cái người đạo diễn đó, trong đó cái người mà cùng với người đạo diễn thứ nhì là người Mỹ đó, thì cái người thứ nhất là người gốc Hoa, cho nên anh tìm kiếm những người diễn vai châu Á và họ xem lại tất cả những cái sự chọn lựa. Thực sự người châu Á đóng phim cũng nhiều lắm, kể cả những người Việt Nam sang Mỹ này, nhưng mà cuối cùng thì họ muốn tìm cái khuôn mặt nó quen thuộc, và cái sự quen thuộc đó đã đưa đến cái việc mà chọn anh quan Kế Huy. Cái người thứ nhì là Dương Tử Quỳnh đấy, cũng cái sự chọn lựa đó thôi. Bởi vì thực sự mà tìm kiếm một cái nhân vật mà quen thuộc với người khắp thế giới mà xem phim, thì thực sự mà nói Dương Tử Quỳnh là quá quen thuộc, mà đóng khá nhiều phim, nhưng mà để được chọn vào cái Oscar thì thực sự chưa bao giờ xảy ra. Cũng là một người phụ nữ Á Châu đầu tiên đấy. Yeah. Đó là cái Oscar đêm hôm qua. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại cái khuôn mặt cậu bé quan Kế Huy hồi còn trẻ thì dễ thương lắm. Tôi nhớ cái cảnh trong phim Indiana Jones lúc mà Harrison Ford đó. Không phải Harrison Ford, mà là vai chính của Indiana Jones là ông Harrison Ford. Harrison Ford phải không? Yeah. Yeah. Ông ấy đứng giữa một cái chợ của người Ả Rập, thì có một ông Ả Rập đứng ra rút một cái kim gươm truyền thống thế này này. Harrison Ford nhìn xong rút khẩu súng bắn cái đồng chí chết. Cái phim, cái đoạn đó nó diễn tả điều thế này, cái sự khác biệt giữa một cái thế giới Tây phương mà nó đã tiến triển về mặt công nghệ, phải không? Kể cả về mặt võ khí đấy, với lại một cái thế giới truyền thống. Nó chỉ là phim diễu cái đoạn đó thôi, nhưng mà nó cũng nói lên cái ý nghĩa như thế. Nhưng mà cậu bé quan Kế Huy phải công nhận đóng hay, trẻ mà đã đóng rất hay rồi. Thì bây giờ không ngạc nhiên nếu mà quan Kế Huy đã được giải ngày hôm qua. Anh khóc lớn. Thực sự một khi đã vào Hollywood đóng phim với một cái vai nổi tiếng cả thế giới biết được rồi, bây giờ quay trở lại làm những công việc bình thường khác, thì cái ước mơ của mình vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm một cái vai trò trong ngành điện ảnh này khó khăn. Thêm một điểm nữa, cái vai mà anh quan Kế Huy đóng trong cái Indiana Jones là một cái vai của một cái loạt phim vừa hài hước mang tính khoa học giả tưởng anh hả? Thì đó là lý do mà người đạo diễn muốn tìm lại anh, bởi vì nghĩ rằng anh thích hợp với cái vai cũng cuốn phim này, mọi lúc mọi nơi cùng một lúc, là phim khoa học giả tưởng có tính hài hước nữa, và họ nghĩ rằng cái vai diễn của anh sẽ không quên được để lấy lại cái cậu bé Indiana Jones lúc nào để mang vào trong cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau với một người trưởng thành ngày hôm nay. Cái lời phát biểu của quan Kế Huy ngày hôm qua mà tôi chú ý đó là cái câu mở đầu. Thứ nhất là nghĩ về mẹ mình. Mẹ ơi, con trúng giải Oscar rồi.
có thiếu tướng Lương Xuân Việt chẳng hạn, phải không? Từng là chỉ huy của đơn vị nhảy dù nổi tiếng của Mỹ, có những vị là giáo sư, là bác sĩ, là luật sư mà đều đi được vào dòng chính. Thì bây giờ chúng ta có Quan Kế Huy, một cậu bé thuyền nhân Việt Nam, xuất thân từ Việt Nam, đã đoạt giải Oscar. Thưa quý vị, Hoàng Trọng Thủy và Đinh Quang Thái sẽ trở lại ngay phần tin nổi bật sau ít phút thông tin thương mại.